phim Mái Ấm Gia Đình. Cuối cùng đã lớn. Nè Ron, hợp đồng của ông Tăng đã làm xong chưa? 11 giờ ông tới lấy đó. Xong xuôi rồi. Tốt lắm. Nè nè, Tăng siêu nhân lại có tranh chấp với công ty bảo hiểm nữa hả? Không phải, ông Tăng á muốn mua bảo hiểm của họ, nhờ mình coi có vấn đề gì không. Đây là cái gì vậy? Xấu quá trời à. Xấu thiệt đó. Đối với loại hình nghệ thuật này thì nghe chị của tôi nói, hiện giờ thị trường đang đầu tư rất là nhiều. Nói không chừng Tăng siêu nhân có huệ nhãn nên muốn đầu tư đó. Thì không vậy, mấy cái đồ kỳ quặc vậy mà cũng có giá trị nữa hả? Tôi thấy là ông Tăng đã bị gạt. Coi mấy cái này nè, xấu như là quái vật, còn kiểu điêu khắc giống như là học sinh tiểu học vậy. Ông Tăng đầu tư vô cái đống này, đầu tư cho tôi hay hơn. Người có tiền thiệt là khác biệt. Tôi đúng là người có tiền chứ còn gì. Ông Tăng xin chào. Mỗi việc của tôi đều là tiền bạc. Tôi không muốn lãng phí thời gian cho con người nhàn rỗi như cậu. Luật sư Doãn đâu? Ý, ông Tăng, sao tới sớm quá vậy? Xin chào. Chào, chúng ta tới phòng họp nói chuyện nha. Được. Hãy mau giải quyết xong vụ này. Khoan đã, tôi không cần cô ấy theo vụ kiện của tôi. Ok, về hữu vô giúp nha. Được sư phụ. Bên này, xin mời. Tiêu rồi, Tăng siêu nhân đúng là nhỏ mọn mà. Tôi đâu có biết là ông tới sớm vậy. Có khi nào ông khiếu nại dâm ra không? Yên tâm, mã tráng tôi mình đồng giả sắt không có sợ. Còn nữa, tượng điêu khắc đó không có thẩm mỹ nói không được sao? Chính xác là không được. Thử hỏi ai có thể chịu đựng nổi việc tác phẩm tâm huyết xương máu của mình lại bị phê bình không thương tiếc. Không lẽ mấy tác phẩm đó là do ông Tăng điêu khắc hả? Cậu còn nói mấy cái tượng đó vừa xấu xí vừa giống quái vật nữa. Anh còn nói kỹ thuật điêu khắc của ông giống học sinh tiểu học. Người anh em, tự mình lo nha. Anh đó, thiệt đánh chết cái nét cũng không chừa. Đói bụng rằng có vấn đề gì chứ? Năm năm cũng đói mà, có đúng không? Anh chá ăn dụng như vậy là không đúng. Em thiệt là... Anh biết ý của tôi không phải là vì cái này. Anh cứ lắm miệng sẽ làm hư chuyện đó. Ông Tăng biết văn kiện đó là do anh làm thì liền soi mói từng chữ một, hại cho cậu Hữu phải viết từ đầu tới cuối. Hôm nay tôi chỉ thiếu điều chưa có mổ bụng tạ tội vì anh đó. Nè, là ông nhỏ mọn, công tử bất phân. Văn phòng luật sư ở Hồng Kông thì đầy rẫy. Nếu người ta công tư bất phân thì sớm thu lại hết các mối làm ăn không cho chúng ta làm. Cậu tỉnh và anh Đăng cũng nói xấu ổng, sao không chửi họ? Còn nữa, ông Tăng chưa lên tiếng, cô khẩn trương làm gì chứ? Không nói chuyện với anh nữa. Ăn cơm. Còn múc cành cò tráng uống đi ha. Ông ngoại à, anh có tay có chân, không tự múc được sao? Ý, người qua đường thì cũng là khách mà. Đúng rồi. Mau lên đi. Nè Năm Năm, chị họ của em thiệt là hung dữ. Con gái mà như vậy không có dễ thương, người ta không có thích đâu. Với kiểu cách của cổ, không có đàn ông nào thích cổ hết đó. Anh nói cái gì hả Mã Trắng? Ở trong bếp tôi nghe hết rồi. Cố ý nói cho cô nghe đó. Ý cha, cua biển này là đứa cháu gái mà cậu nói không đáng yêu, không được đàn ông thích của tôi nấu đó nghe. Không hợp khẩu vị cậu đâu, cậu khỏi ăn đi. Để ba bóc cho con ăn ha. Ê, cả nhà coi tôi là kẻ thù chung hả? Đương nhiên không phải. Tao đừng có chọc nó nữa. Trang à, cua này là của Đức Như đặc biệt mua cho con đó. Nè con nấu ăn đi. Lần nào mà anh Trang tới thì chị cũng trốn vô trong bếp để đọc sách. Cháu gái của tù hả? Bề ngoài có vẻ rất là hung dữ, nói chuyện cộc cằn. Nhưng mà thật ra nó là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Người đó không quan tâm á, nó sẽ không có thèm để ý tới. Ăn canh đi. Cảm ơn. Ăn cơm, ăn cơm. Ngày mai nhớ đừng có hẹn ai. Một chén canh đổi lấy buổi tối của tôi, cô được lời rồi. Ở lại công ty để làm thêm. Làm thêm gì chứ? Hữu làm thay công việc của anh. Anh thấy có nên thay anh ấy làm thay công việc của anh ấy không? Nè nè, ăn cơm, ăn cơm, mời. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Mở, 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 mở. Nè nè, thêm một ly nữa. Tôi đừng, tôi đủ đồ, tôi về nhà. Sao lại không? Đi làng quê phường đi. Thì chính là chỗ này nè.
Chúng ta vừa mới từ trên nhà hàng xuống đây mà. Đúng rồi, chỗ này là cao ốc siêu nhân. Thiết kế rất đẹp. Ngoài cái này ra thì cái này nhìn thấy mà ghê. Tỷ lệ không đúng khiến cho đại sảnh này bị xuống dốc, có đúng hay không? Anh Tony, anh đoán dây cái lá đó liệu có cắt giảm nguyên vật liệu hay không hả? Anh hãy nhìn kỹ đi. Nè, nhìn cho kỹ. Ủa sao lại giỡn vậy? Ồ không, anh đã lột chỗ che của bức tượng rồi. Đừng có lo, tôi nhất định chịu trách nhiệm về sự hiếu kỳ của mình. Vậy là xong. Tốt lắm. Thiệt đúng là một người đàn ông có trách nhiệm đó. Về cái khoản tiền kinh phí đào tạo đó, ông cha, tôi không có hối ông. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi không muốn nợ cậu quá lâu. Biểu hiện của cậu khi giải quyết vụ kiện của Tàu Tổng rất tốt. Có điều là bà Lý cứ luôn muốn. Tôi hiểu, lấy tiền từ bóp thép của bà không dễ chút nào. Nhưng mà quan trọng là gì, tôi không để cho ông gặp phiền. Vẫn là cậu hiểu chuyện. Tối hôm nay là ngày đẹp, tôi muốn mời. Mời vào. Ông cha, thiệt ngại quá, hôm qua đưa thẻ mới cho ông tôi đã đưa lầm rồi. Vậy sao? À hả, đúng rồi, in nhầm tên của cậu. Của tôi hả? Ừ. Tôi không biết. Maggie, một lát nữa tôi đổi lại ha. Cảm ơn. Cảm ơn Maggie. Tối qua tôi và anh Tony đã tới một chỗ mới, chơi trò này vui lắm, hôm nay sẽ đi một chuyến nữa. Ở đâu? Homie Chile, ở cao ốc siêu nhân. Cao ốc siêu nhân là của ông Tăng mà. Tôi biết, nhưng mà thẩm mỹ của ông ta đúng là có vấn đề. Đại sảnh của ông ta toàn là những tượng điêu khắc, làm ở nơi đó giống y chang như một căn nhà ma. Còn có bức tượng giống y hệt mấy đứa con nít, có một chiếc lá rất là lớn. À, ông ca, có chuyện gì? Hình như tôi không cẩn thận xé rách rồi. Không có nghiêm trọng như ông nói chứ. Ê, không có sao đâu, tôi đã để lại danh thiếp, nếu như có vấn đề gì thì ông ta có việc gọi cho tôi, tha hồ mà truy cứu, cùng lắm là đền tiền. Không phải là vấn đề tiền, bức tượng đó là do chính tay của ông Tăng làm ra đó. Vậy sao? Mời vào. Ông cha, thư ký của Tăng siêu nhân gọi tới, nói là phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp và chỉ định ông chủ trì. Có thấy chưa? Còn nữa, ông kêu John tốt nhất là hãy chuẩn bị một lời giải thích hợp lý trước khi ông tới. Giải thích hợp lý? Thôi chết rồi. Cái tấm danh thiếp mà tôi đã để lại, nó in tên của cậu trên đó. Ông ca, không phải là ông giỡn chứ? Anh làm hư đầu người ta, để lại danh thiếp rồi bỏ đi. Mã Tráng, làm vậy là cái gì? Tăng tiên sinh, thật ra sáng hôm qua lớn tiếng phỉ báng tác phẩm của tôi, tôi rộng lượng không tính toán với cậu rồi. Vậy mà tối qua còn dám đến cao ốc siêu nhân của tôi phá tác phẩm của tôi thành như vậy nè. Có khi do cậu ấy bất cẩn. Bất cẩn hả? Bất cẩn mà lại kéo chiếc lá cứng cáp như vậy xuống, gây cho thể xác của tôi một vết thương không thể nào trị lành được. Vậy mà còn nói là bất cẩn. Sau đó còn để lại danh thiếp, rõ ràng là muốn khiêu khích tôi mà. Hại tôi bị trọng thương, tôi nhất định không để cho cậu được sống dễ dàng đâu. Tôi sẽ ăn miếng trả miếng, bắt cậu đợi gấp 10 lần. Ông Tăng à, thật ra tối qua anh John ảnh... Thật ra tối qua là do tôi uống quá say. Xin lỗi ông Tăng, tôi không khống chế được bản thân mình. Ông Tăng, say rượu làm bậy là chuyện thường tình mà. Dạ phải đó ông Tăng, John đã biết lỗi rồi. Say rượu làm bậy, biết lỗi rồi sao? Ý là say rượu rồi chạy đi phóng hỏa giết người, sau đó thì nói một câu xin lỗi là xong thôi sao? Vậy thì mấy luật sư các người làm cái gì? Mấy người muốn tôi ra tay, khiến cái văn phòng luật sư này biến mất thì mới vừa lòng có phải không? Ông Tăng, không có liên quan bất cứ ai, tất cả mọi việc là lỗi của tôi. Phải rồi Tăng tiên sinh rồi, cậu ấy là nhân viên của chúng tôi, công ty chúng tôi nhất định sẽ... Tiền tôi không hề thiếu, nhưng tâm quý của tôi các người có đền nổi hay không? Xem ra mấy người rất là có nghĩa khí. Được, đuổi gì cậu ấy, tôi sẽ bỏ qua. Trừ phi nhân viên chúng tôi phạm lỗi nghề nghiệp, còn nếu bằng không thì chúng tôi không thể vô cớ đuổi gì cậu ấy được đâu. Nhất là... Tôi thấy anh đợi cậu ấy 2 tháng lương như vậy có được chưa? Ông Tăng à, thật ra căn cứ quy tắc nhân viên ở chương 7 điều thứ 18 có nêu rõ,
Nếu nhân viên phạm lỗi ngoài thời gian làm việc, trừ phi phạm tội hình sự mới đuổi, còn nếu không phải mà lấy tội đó để đuổi thì rất là vô lý. Phải, như vậy sẽ vi phạm hợp đồng lao động ký kết giữa chúng tôi và anh ta. Với tư cách là người phụ trách văn phòng luật sư, tôi tuyệt đối không thể đi ngược lại với tinh thần hợp tác. Nếu không thì một khách hàng lớn như ông sẽ nghi ngờ sự chuyên nghiệp của chúng tôi có đúng vậy hay không. Long Trời quyết định, nếu còn ép anh, tôi là kẻ lỗ mãng. Có điều tôi không thể nuốt nổi cơn giận này. Thôi vậy đi, thứ vàng rỗi này từ đây về sau phải biết biến mất trước mắt tôi. Được, không thành vấn đề. Sau này ông đi bên trái, tôi đi bên phải. Bây giờ tôi lập tức biến mất. Xin lỗi. Ý, anh vẫn còn tâm trạng ăn uống à? Tôi đã nói không đi uống trà, điểm tâm ăn không no, cô đi đi. Tôi nghĩ ở trên lầu anh đã ăn một miếng thiệt thòi lớn rồi, đáng lẽ phải no lắm mới đúng chứ. Ông Tăng đang ở trển, tôi không xuống đây không lẽ trển nghe chửi hả? Nếu lúc nãy anh chịu trực tiếp nói với ông Tăng là tối qua anh họp với tôi, thì tôi có thể đứng ra làm chứng cho anh. Anh không đến nỗi phải trốn khắp nơi thê thảm như vậy. Có phân biệt gì? Ông Tăng đã nhận định là tôi làm. Hơn nữa, cấp dưới gánh tội cho ông chủ là nguyên tắc ẩn ở trong văn phòng mà. Yên tâm, tôi đâu phải lần đầu gánh tội đâu. À, rồi mà, anh có từng nghĩ là nếu như người đổi danh thiếp với sư phụ Richard hay Hữu, thì liệu sư phụ, ông có hùng hồn đổ trách nhiệm như vậy hay không? Dọn Đức Như, cô muốn nói gì nói thẳng ra đi. Nếu anh định cả đời cam tâm tình nguyện giữ vị trí hiện giờ của mình, thì cứ coi như cái điều khoản trong quy tắc công ty mà Doãn Đức Như tôi vừa nói là thứ thừa thải. Ông Tăng, chào ông Tăng. Có mì ý sốt thịt bò ngon lắm. Trời, đúng như ý nguyện của cậu, được ăn rồi ha. Giả bộ không nhìn thấy tôi hả? Thấy rồi, ông Tăng. Sao cậu không đi? Nhưng mà tôi đang... Biến liền. À, quỷ háo sắc. Chuyện gì vậy? Háo sắc gì chứ? Hắn nhìn trộm tôi. Tôi đâu có đâu. Nè, đánh cho chết nè. Đừng mà. Cậu có sao hay không hả? Thang máy phía sau có kẻ háo sắc, mau bắt hắn đi. Nghe chưa? Quỷ háo sắc bên kia kìa. Xin lỗi. Còn cậu báo cảnh sát đi. Ở đâu? Bên đó. Đừng vậy mà, chúng tôi biết anh không phải là quỷ háo sắc. Thanh giả tự thanh. Tiếc là mạng nội bộ Long Phúc không thấy mặt trong sạch của tôi, chỉ thấy cảnh tôi bị đánh chửi như một thằng háo sắc thôi. Ý, không ngờ tôi lại gặp được người nổi tiếng nhất ở trong tuần này đó ở đây. Không những là đắc tội với ông Tăng, mà ngay cả cô Quỳnh cũng không tha. Hy vọng anh biết kiềm chế, đúng là khiến giới luật sư chúng ta thì là xấu hổ. Tự lo cho mình trước đi, cái đồ ba phải. Mấy cái tin không đúng sự thật đó chúng ta không cần phải để tâm. Hôm nay không khí ở đây thật sự rất ô nhiễm. Casey à, chúng ta đi chỗ khác đi. Được. Hôm nay tâm trạng của tôi tốt, tôi mời mọi người tới nhà hàng doanh nhân ăn cơm. À, chúng ta đi. Hay quá. Chú à, thật ra con có thể thanh minh cho chú, nhưng mà... Chú biết, mau đuổi theo họ, nếu không sẽ bị mỉa mai. Ngoan đi, đi mau đi. Hắn đã nhìn trộm tôi. Không có, tôi không phải mà, không phải tôi, đừng mà. Thì ra là ảnh, mắc cười quá. John à, bọn họ chỉ là cố tình nói vậy để chọc tức anh thôi, đừng có trúng kế. Có chú đệ bàn tán mới thì họ sẽ quên thôi.
Phải đó, dù kỳ của tạc siêu nhân sẽ kết thúc. Ông không tới, cậu đâu cần phải trốn nữa. Yên tâm đi, tôi được gọi là cái gì chứ? Mã Trang. Tôi sợ ông mới lạ. Thái độ này mới đúng. Báo cho cậu một tin vui, Tàu Tổng biết được chuyện khoản tiền nợ cấp đào tạo bị bà Lý, bà Thi và cây sĩ chặn rồi. Mấy hôm trước ông có đến nhà hàng doanh nhân để mà ăn cơm, tình cờ gặp họ cho nên là mở lời vàng ngọc lên tiếng giùm cho cậu rồi. Hôm nay tôi và Mackie đều nhận được email của hai vụ yêu cầu bộ phận kế toán ghi chi phiếu. Ủa, vậy là nói ông cha sau khi họp ở Trung Sơn về, khoản tiền đó sẽ duyệt cho cậu hả? Có thiệt không vậy? Đừng có vui mừng quá sớm. Ông cha buổi chiều đã gọi điện về, nói là... Ông nói gì? Tiền trợ cấp của anh cuối cùng đã được phê chuẩn, còn tài trợ riêng 30.000 cho mỗi người ăn mừng nữa đó. Ông cha thiệt là rộng rãi quá. Tôi đã nói mà, ông cha vạn tuế mà. Nè, cẩn đi. Là của cậu đó, trước sau gì cũng là của cậu. Cảm ơn ông cha. Nè, cố gắng lên, lấy bằng luật sư đừng có phụ lòng của tôi. Tao tổng và mọi người đều rất kỳ vọng vào cậu. Phải cố gắng chứ, thi bằng luật sư đâu có gấp được. Không phải là cậu đã thi hết mấy bài thi rồi sao? Lấy được số tiền phải mau chóng xài hết luôn đi chứ. Làm LE không tốt hả? Không phải anh suốt đời làm luật sư hành chính đó chứ. Tiền tập sự không phải có kỳ hạn sao? Đừng có nói mấy cái này nữa. Các anh chị em chúng ta kính ông cha một ly. Ông cha, chúc ông luôn khỏe trẻ. Việc làm ăn của phòng luật sư cha Lý Thi ngày càng phát triển. Chúc cậu vạn sự như ý, học hành tiến bộ, muốn gì thì được đó. Tôi chúc mừng mạng nội bộ Long Phúc sau một hồi bị nhóm nam tử chúng ta nhắn tin rác điên cuồng thì sẽ xóa sạch hết tất cả những bình luận xấu về cậu thôi. Còn nữa, dự kiện của Tăng Siêu Nhân đã chính thức hạ màn rồi. Cạn ly. Tất cả đẹp tốt đẹp. Sao cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay là tiệc tái sinh của Mã Tráng tôi, chúng ta không sai không về. Cạn ly. Chưa về đã có người muốn tái sinh rồi sao? Ai vậy cả? À, thật là xin lỗi Tăng tiên sinh, đây là bữa tiệc riêng của chúng tôi. Ý của anh là không quan tâm tôi có đúng không? Không phải là ý đó. Anh đừng quên rằng tập đoàn siêu nhân của tôi vẫn còn hợp đồng năm, vẫn chưa có hết đó. Còn cả tập đoàn Tăng Thị của em họ tôi nữa, hình như nói là muốn hợp tác với mấy người, có phải vậy không? Đúng vậy. À, ông cha, tôi nhớ tôi còn văn kiện chưa làm xong, tôi về ha. John à, thật ra người phải nên đi là tôi thì mới đúng hơn. Tượng thạch cao đó là do tôi đã làm hư. Sau khi làm hư tôi không biết phải làm thế nào để đối diện với ông, cho nên mới dùng thân phận cấp trên ép John gánh tội thay cho tôi. Sao cô lại phá tượng thạch cao của tôi chứ? Chuyện là như vậy. Từ sau khi nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật của Tăng tiên sinh, tôi luôn nhớ mãi không quên, cho nên đã đặc biệt đến cao ốc siêu nhân để tận mắt ngắm nhìn phong thái của chúng. Sau khi ngắm nhìn, thấy chúng mang tính chất nghệ thuật cao, cho nên không cầm được, nên tôi đã... Bóc cái lá đó ra để coi bí mật bên trong. À, đúng đúng, chính là như vậy. À, thiệt xin lỗi ông Tăng, tôi không phải là cố ý. Làm sao tôi có thể tức giận, hiếm khi gặp được người tri âm đó, luật sư Doãn. Dạo này tôi còn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, không biết là cô có hứng thú cùng tôi thưởng lãm hay không? Dĩ nhiên rồi, tôi rất lấy làm vinh dự. Tốt, vậy bây giờ đi luôn nha. Bây giờ à? Đúng vậy, có đi được không? Dạ được, được, được chứ. Cô làm cái gì vậy? Mời vào. Nè, cho cô nè. Cảm ơn. Tối hôm qua Tăng Siêu Nhân có làm gì cô hay không vậy? Không biết anh đang nói cái gì. Khoan ăn cái đã. Nếu như là bị người khác sàm sỡ thì phải la lớn lên, cô có nhớ hay không vậy? Tối qua tôi với Tăng Siêu Nhân đi coi tượng điêu khắc, coi tới 3 giờ sáng, cả tinh thần và thị giác đều bị ổng hành hạ cả đêm đó. Coi tượng điêu khắc vẫn nghe điện thoại được mà, sao cô không nghe điện thoại? Nếu đổi ngược là anh cùng ổng nói chuyện cả đêm về quá trình hoàn thành tác phẩm thì anh có còn nói chuyện nổi hay không? Nhìn cái tướng của cô, không biết Tăng Siêu Nhân nghĩ về cô thế nào. Nè, nói thiệt nha, tôi xin thông báo trước, tôi không phải vì anh mới thừa nhận đâu. Tôi chỉ là không muốn sự việc cứ dây dưa mãi không dứt nên mới thừa nhận, ok? Tôi đương nhiên biết cô không vì tôi mà làm vậy. Tôi không muốn phải bàn luận thêm nữa. Trước khi tăng ca tối nay phải giải quyết xong cái đống tư liệu này. Không được. Sao lại không được? Mã Tráng à,
Anh đúng là không có tiến bộ một chút nào hết. Không tiến bộ cái gì chứ? Tối nay tôi phải ghi tên, là ngày cuối cùng rồi. Ghi tên cái gì chứ? Tại sao lại như vậy? Nè nè, tôi phải nói cho rõ ràng. Tôi đi thi bằng luật sư không phải là vì cô chửi tôi hay là vì cô từng giúp tôi. Tôi đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Đương nhiên tôi biết là anh không phải làm gì tôi. Tôi đem tài liệu về làm cho xong ha. Được, ok. Tôi ra ngoài nha. Ra ngoài làm việc đi. À, luật sư Doãn, Tăng Siêu Nhân nhờ người tới tặng quà cho cô đó. Có cần tôi... Được rồi, được rồi. Ông tặng quà cho cô? Anh nói đi đâu vậy? Chờ chút. Sư phụ, Tăng Siêu Nhân đã mang quà tới đây tặng cho ông. Ông đang ở đâu? Tôi đang ở công ty rồi. Chúng tôi sẽ ra ngay. Nè, ở đâu vậy? Lớn như vậy sao? Còn tưởng là tượng của trẻ con nữa chứ. À, tại vì Tăng Siêu Nhân đã lớn lên rồi. Chà, ông thật sự đã lớn rồi. Phải bày bức tượng lớn như vậy ở trong công ty chúng ta hay sao chứ? Ông được ưu đãi đó sư phụ. Nếu mà uống rượu say quá thì sẽ gây tai họa, cho nên tốt nhất là bớt uống rượu lại. Ít uống rượu thì càng khỏe mạnh hơn, còn cai được rượu thì khỏe mạnh hơn nữa. Có nghiên cứu đã nói rằng cai được rượu trên 2 tuần lễ sẽ cải thiện hệ thống tuần hoàn và chức năng của tim và phổi. Không biết cai rượu bằng cách nào hả? Cứ gọi vào đường dây nóng này sẽ có người giúp cho bạn.